Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel, Viettel AI Open Platform. Đây là một trong những sự kiện giới thiệu các nền tảng số Make in Việt Nam nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Viettel AI Open Platform cung cấp những công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho việc vận hành công việc của các tổ chức doanh nghiệp được tự động hóa, tối ưu và hiệu quả hơn. Nền tảng công nghệ này sẽ tập trung khai thác những lĩnh vực như công nghệ xử lý giọng nói, ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, thị giác máy tính, phù hợp ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và sẽ trở thành một thành tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển thành phố thông minh. Đồng thời cũng là một trong số ít các nền tảng cung cấp đầy đủ công nghệ về trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng chuyển đổi số tại Việt Nam.